chuẩn bị 1, 2, 3. Ủa chị đi đâu vậy? Chị đi chơi, em đi không? Chị em đi với, em đi với. Chờ em chút. Đi rồi. Giúp bé nha. Thảo Nguyên là như vậy đó mọi người, chỉ cần thấy dắt cái xe ra là nó sẽ đòi đi theo ngay lập tức, cho dù là đi đâu cũng được. Thật ra Sam không có đi chơi mà đi tới tiệm bán nguyên vật liệu làm bánh để mua một bịch bột cacao với một hộp đít lùn. Trên đường về Sam còn ghé mua thêm mấy cái bánh chuối chiên tại Thảo Nguyên than đói bụng. Xong rồi còn ghé qua Bách Hóa Xanh để Sam mua ít giá với Thơm, lát nữa về nấu canh chua. Mỗi lần lựa đồ của mình xong quay qua tiệm hai đứa này là Sam thấy chóng mặt. Trời ơi, cái gì nó cũng đòi mua hết. Không phải là Sam keo mà nói như vậy, tại vì ăn vặt vô là hai đứa này nó không chịu ăn cơm nữa, hoặc có ăn thì cũng rất là ít. Mỗi lần cho mua cái gì là Sam phải giao kèo á mọi người. Ăn cơm xong nhanh thì mới được ăn, còn không là phải chờ qua bữa sau luôn. Mày Nguyên, bởi vì chị chơi em hả? Rồi lại bị lừa thêm một lần nữa, cho khui thôi. Đây là lý do hồi nãy Sam đi mua bột cacao với lại kem béo nè, mới nhận hàng cái máy đánh tạo bọt, nhưng mà Sam chờ Thảo Nguyên về cho nó khui. Dạo gần đây thời tiết nắng nóng oi ả kinh khủng luôn á mọi người, nên Sam quyết định rinh cái cây này về để thử làm mấy cái món nước uống có lớp kem béo phủ bên trên, giống như là trà sen vàng, cacao muối hoặc là cà phê muối, để đỡ mất công chạy ra ngoài mua trong cái thời tiết khắc nghiệt như thế này. Trời ơi, cho nhỏ này khui hàng sót ruột quá, muốn ký đầu nó ghê á. Cái máy này Sam mua có 127.000 à, hên là nó còn chạy á. Ok, à thêm hộp rít lùn hồi nãy Sam mua 31.000 á, bây giờ Sam sẽ thử làm món cacao muối cho Thảo Nguyên thử nghiệm trước nha. Chuẩn bị một cái ly, Sam cho sữa đặc vào bột cacao vào. Cái bịch bột cacao này thì Sam mua hơi mắc tới 72.000 lận. Rồi chém một ít nước sôi vào và quấy đều lên. Cái này thì mọi người pha theo khẩu vị của mình nha, chứ Sam không có tỷ lệ nhất định. Chuyển qua làm phần kem muối, Sam sẽ cho vào 30ml lùn thêm một xíu muối. Rồi dùng cây đánh tạo bọt, Sam đánh cái phần kem này cho nó bong lên. Tuy là cái máy này chỉ có một tốc độ đánh thôi, nhưng mà Sam cảm thấy nó rất là mạnh. Cái phần kem đã bong lên được gần gấp 3 lần rồi nè. Và bây giờ thì trang trí thôi, cho đá vào ly cacao, sau đó rót phần kem muối đã đánh bong lên trên và đem lên cho Thảo Nguyên uống thử xem là cái món Sam vừa mới pha chế có ngon hay không nha. Quý gì chị? Cacao muối đang hot trend, em uống thử coi ngon. Quậy lên. Sam quên mất phải trộn lên thì mới ngon được, chứ phân tầng cacao với lại kem béo như vậy chỉ để cho đẹp thôi. Ngon luôn chị. Cái gì mà ăn chung với bánh tráng là nhức mắt luôn. Bịch bánh tráng xì ke này hôm bữa quá trời bạn hỏi Sam nè, nhập về bán mà cứ sơ hở là nó lấy một bịch nửa ký ra nó ăn. Được cái mỗi lần ăn uống là nhà Sam hay có tụ lắm, tranh thủ chạy xuống đằng sau pha xong ly cà phê muối lên ngồi ăn chung với Thảo Nguyên cho nó vui. Bữa quay cái video này Sam không để ý cái quần của mình nó ngắn tới như vậy luôn á, ngồi xuống nhìn rất là phản cảm nên Sam phải lấy cái icon che lại, chứ không phải là Sam không mặc quần nha. À Sam quên mất, dạo này thời tiết khó chịu ghê á, nên khi ra ngoài trời nắng mọi người nhớ phải che chắn cẩn thận và nhớ là phải uống đủ 1.5 đến 2 lít nước trên một ngày để tránh tình trạng cơ thể bị mất nước nha.